Chuyển sang tình hình tại Ai Cập, cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này vẫn đang rất căng thẳng khi phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vẫn không lùi bước trước những tuyên bố hành động cứng rắn của chính quyền hiện nay. Trong khi đó, thì các nhà ngoại giao quốc tế vẫn đang nỗ lực tìm cách để các bên tại Ai Cập đi đến đối thoại. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thế bế tắc chính trị hiện nay ở Ai Cập vẫn chưa có dấu hiệu được khai thông hơn một tháng kể từ làn sóng chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Ngày hôm nay, phe Hồi giáo tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ xuống đường nhằm đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này, bất chấp các cảnh báo liên tục của chính quyền sẽ sử dụng các biện pháp mạnh tay để giải quyết các cuộc biểu tình hiện nay của phe Hồi giáo và các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước Ả Rập Vùng Vịnh. Cuộc biểu tình do Liên minh Quốc gia ủng hộ tính hợp pháp, lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo đứng đầu và quy tụ nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo, tổ chức trước một thánh đường ở thủ đô Cairo. Cuộc biểu dương lực lượng này của phe Hồi giáo thu hút khoảng 10.000 người tham gia. Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi tiếp tục duy trì hai cuộc biểu tình ngồi kéo dài hơn một tháng qua tại quận Nasir ở Cairo và trước cửa Đại học Cairo ở tỉnh Zira kế bên, bất chấp việc lực lượng an ninh đã nhiều lần phát tín hiệu sẽ sử dụng vũ lực để giải tán các địa điểm tập trung của những người Hồi giáo. Cùng ngày, hai thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và John McCain đang ở thăm Cairo đã hối thúc chính quyền lâm thời Ai Cập khởi động đối thoại dân tộc toàn diện, nhanh chóng khôi phục chính quyền dân chủ và phóng thích các tù nhân chính trị, trong đó có tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời Ai Cập đã bác bỏ lời kêu gọi phóng thích các thủ lĩnh Anh em Hồi giáo cũng như bác bỏ việc lật đổ ông Morsi là một cuộc đảo chính, đồng thời cáo buộc sức ép từ bên ngoài đối với chính quyền mới của nước này đã vượt quá các chuẩn mực quốc tế và khẳng định người dân Ai Cập quyết tâm bảo vệ cuộc cách mạng ngày 30 tháng 6 vừa qua. Cùng ngày, một văn phòng công tố viên ở Cairo đã chính thức ra lệnh bắt giam 15 ngày đối với hai cố vấn của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi với cáo buộc dính líu vào các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối nhà lãnh đạo này trước cửa dinh Tổng thống ở quận Helipolis vào tháng 12 năm ngoái, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Diễn biến này cho thấy bạo lực có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào và tiến trình chuyển tiếp chính trị do quân đội vạch ra đang đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn. Hữu Chiến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cairo, Ai Cập. Thưa quý vị, giáo sĩ ôn hòa theo đường lối cải cách Hassan Rouhani đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Iran hôm 4 tháng 8 vừa qua, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với lời hứa tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và khôi phục nền kinh tế. Trước mắt, vị Tổng thống thứ 7 của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trên cả phương diện đối nội và đối ngoại. Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức, tân Tổng thống Hassan Rouhani đã đề cập đến một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một thế giới mà người dân Iran không còn bị cô lập. Ông Hassan Rouhani thừa hưởng di sản của người tiền nhiệm để lại là một nền kinh tế bên bờ vực sụp đổ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi lên mức 13%, lạm phát tăng gấp 3 lần và tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 0,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 8% trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lần thứ 5 giai đoạn 2010-2015 của nước này. Các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cũng tàn phá nền kinh tế Iran. Giảm sút trong xuất khẩu dầu lửa đã làm thất thu ngân sách khoảng 65%. Những hạn chế trong giao dịch ngân hàng khiến Iran không thể chuyển tiền bán dầu mỏ về nước. Thiếu hụt tiền tệ đã làm cho đồng rial của Iran mất giá trầm trọng khoảng 80% hồi năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã dự báo rằng kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ tiếp tục giảm 1,3% trong năm nay. Như vậy, phục hồi kinh tế cùng với quản lý tốt hơn sẽ là một phần quan trọng trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Rouhani. Tuy nhiên, không cách nào có thể giúp Iran phục hồi kinh tế khi lệnh trừng phạt của phương Tây chưa chấm dứt. Điều này phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, trước hết ông Rouhani cần phải phá vỡ được bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1, bao gồm 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Giới phân tích cho rằng, tại thời điểm này, ông Rouhani vừa không muốn nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân, lại vừa muốn bình thường hóa và cải thiện được quan hệ với phương Tây. Khi bị chỉ trích về những nhượng bộ ngoại giao của mình, ông Rouhani đã khẳng định, chúng tôi phải có chương trình hạt nhân của mình, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.
Ông cũng cho biết Iran sẽ chủ động hơn trong các cuộc đàm phán và mong muốn quốc gia này sẽ đạt được sự tin cậy của các cường quốc thế giới. Tuy nhiên, ông Rouhani không phải người có tiếng nói quyết định. Các nhà quan sát tin rằng đại giáo chủ Ali Khamenei của Iran mới là người đưa ra những quyết định cuối cùng. Thêm vào đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, một đồng minh gần gũi của ông Khamenei, cũng có ảnh hưởng đáng kể trong việc đưa ra những chính sách an ninh chiến lược của đất nước. Hầu hết những vấn đề mà ông Rouhani phải giải quyết xuất phát từ những mối quan hệ khó khăn với phương Tây. Tân Tổng thống Rouhani có nhiều kinh nghiệm ngoại giao, từng là nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu của Iran trong nhiều năm. Và trước mắt, Tổng thống Rouhani có thể bắt đầu bằng cách tái lập quan hệ với Anh, nước từng đóng cửa đại sứ quán Anh ở Tehran hồi năm 2011 và sau đó là đóng cửa đại sứ quán Iran ở London. Còn với Mỹ, phản ứng đầu tiên về chiến thắng của ông Rouhani trong cuộc bầu cử là cuộc đối thoại trực tiếp với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran cũng như về mối quan hệ song phương. Mặc dù nhận thức rõ hiện trạng đầy khó khăn của Iran, ông Rouhani vẫn tin tưởng rằng những vấn đề quan trọng của đất nước cuối cùng cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Ông Rouhani trở thành Tổng thống đã mở ra nhiều hy vọng cho giới ngoại giao rằng giáo sĩ ôn hòa có mối quan hệ với tất cả các phe phái tại Iran, những lực lượng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, có khả năng trở thành nhân vật mà phương Tây có thể đối thoại và ít nhất có thể xoa dịu căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Mới đây ngày 5 tháng 8, tận dụng dư âm của chiến thắng sau bầu cử, ông Rouhani đã ngay lập tức trình danh sách đề cử các bộ trưởng mới. Tuy nhiên, việc thuyết phục các đồng minh của phe bảo thủ chấp thuận đề xuất nội các này cũng như các chương trình hành động trong thời gian tới vẫn sẽ là thách thức đối với vị tân tổng thống của Iran. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.